cái hộp bánh trung thu này hôm bữa mình quay là 40 mấy đô, night sale clearance còn 29.97. Wow, lần đầu tiên mình thấy cái da cá sao mình mà đã giảm giá nha, 16 con sale còn 11.5. Lúc trước mình ghiền này lắm các bạn ơi. Spicy salted skin, da cá trứng muối nè. Hồi lúc trước là không có sale đâu các bạn ơi. Khô heo cũng đang giảm giá của Hàn Quốc đó các bạn, 12.79 sale còn 9.5. Cái loại này người Việt mình, người châu, nhất là người châu Á, người Việt Nam mình thích lắm. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay là hai mẹ con của KT sẽ đưa các bạn đi Costco mua những món sale. Tại vì mình thấy người ta sale nhiều quá mà không mua là sẽ hết ngày sale. Cho nên là sẵn đây mình quay mình chia sẻ với các bạn luôn. Và hôm nay là KT sẽ chia sẻ những món mà người ta Costco sale và giảm giá cho tháng 9. Và có những món mà mình thấy không có trong coupon, giống như là có những món mà người ta đại hạ giá ở cái location này. Thì cái location KT đi hôm nay đó là ở đường Nu Hốt ở thành phố Fountain Valley nha các bạn. Và bây giờ hai mẹ con KT mời các bạn vào trong cùng KT nha. Dạ. Ừ, đi chưa? Các bạn thấy TV bây giờ rẻ dễ sợ không? Cái TV này 65 inch 4K UHD hiệu Samsung mà có 469 à. Coi như 470 đi. Trời đất ơi, cái TV giờ rẻ dễ sợ không các bạn? Có cái Bluetooth speaker 90 đồng, sale còn 70 đồng. Và cái sale này là 22 tây tháng 9 hết hạn nha các bạn. Cái máy rửa răng gọi là cái máy nước đó các bạn. Rửa răng á, thì cái này 80, sale còn 60. Mà có hai cái luôn nha. Đây nè. Một cái là to như thế này và một cái là nhỏ như thế này. Wow các bạn ơi, Costco năm nay đem cái cây Christmas tree này về đẹp quá chừng luôn à. 7.5 feet. Có đèn sẵn luôn, 300 đô. Mấy con nai với là snowman này đẹp dễ sợ không các bạn? Thì thường thường á, mỗi năm lúc trước lâu rồi nha, thì mình thấy là Costco sẽ sale. Nếu mà tới ngày Noel nữa mà không có bán được á, thì người ta sẽ sale. Nhưng mà sau này khoảng chừng 2 năm gần đây á, thì mình không có thấy vậy nữa. Ví dụ người ta bán không hết, người ta cũng không sale luôn các bạn. Người ta dẹp vô warehouse, sau đó là người ta để sang năm người ta đem ra bán. Ba con nai này giá là 199 đồng. Đẹp quá chừng quá đất luôn. Snowman Family có 4 con như thế này nè, là 180 nha. Costco đang sale cái ghế này bằng da mà clearance nha các bạn. Đó, các bạn thấy ngôi sao không? Và 197 nghĩa là người ta đang clearance. Thì cái này người ta sale còn 400 ha. Đây. Mà không còn nhiều nha, mình thấy chỉ còn có một cái này với một cái display thôi. Cho nên là bạn nào thích thì có thể vô đây thử rồi có thích không mà mua về xài. Tại vì ở đây người ta clearance. Ghế này có thể hạ xuống nè và nằm. Mà cái da nhìn cũng đẹp lắm. Qua tới hàng này thì người ta đang sale giảm giá yogurt 10 đồng 89 sale còn 6 đồng 39. Còn loại này yogurt 7 đồng 89 sale còn 4 đồng 59. Các bạn để ý thấy mỗi lần Costco sale là sale 3 đồng, 4 đồng, 3 đồng rưỡi, 4 rưỡi off rồi mà. Mấy đồ ăn nữa. Con gà Tyson á, loại chicken strip á, ta cũng đang giảm giá luôn ha. 14 đồng 89 sale còn 10 đồng 39. Loại này mình air fry ăn cũng được nè. Còn pizza thì 16 đồng 89 sale còn 11 đồng 89. Nè. Loại này các bạn nào ăn chưa? Ồ, cái loại bean and cheese burrito đang sale 12.99, sale còn 8.99. Người ta có cho ăn thử nữa nè các bạn. Chê đình ảnh nói ảnh không có thích ăn đậu, cho nên là ảnh không chịu thử bà cô chú ơi. Và các bạn, cái này ngon mà. Cái vỏ bánh nó giòn giòn, cỏ nhân á, nó béo, nó vừa béo phô mai mà vừa béo đậu nữa. Ở nhà đại ca và gia đình ăn cái lòng trắng này nhiều lắm các bạn. Thay vì ăn trứng bình thường á thì mình sẽ mix vô, cho thêm lòng trắng này vô để cho healthy, đỡ cholesterol.
Hôm bữa các bạn hỏi mình có bán kỹ tử không thì mình không có bán, nhưng mà Costco có bán. Nhưng mà các bạn lưu ý, kỹ tử, đa số kỹ tử táo tàu là made in China, product of China nha các bạn. Đây, đa số là như vậy. Cái loại này organic 12/79, mình cũng có mua về ăn sống, và mình cũng có chưng như yến nè, rồi làm chè giữ ngang, là mình mua trong Costco không á, là kỹ tử. Hôm nay mình thấy đây về là 7/99 cho cái loại mứt này, gọi là, không biết tiếng Việt phải gọi là mứt hoa dâm bụt không, tại vì các bạn thấy cái hoa dâm bụt nè, mà không lẽ người ta làm bằng hoa dâm bụt thiệt hả? Đó, các bạn là ăn thử cái loại này chưa, có thích không, có gì chia sẻ Katie nha. Không biết có ai giống mình không, cuối tuần mà cho mình đi vô trong Costco đi lang thang cả ngày mình cũng chịu nữa các bạn. Rất là thích đi vô Costco, nhưng mà lâu lâu đi thôi, đừng có đi hoài. Tại vì biết sao, mỗi lần vô đây là mình đều muốn mua, thấy sale gì mình cũng đều muốn mua các bạn. Cái gì nó cũng có một thời á, các bạn công nhận không? Cái gì cũng có một thời á. Hồi trước á, cái sầu riêng này là người ta bán 20 mấy đồng, hình như mình nhớ không lầm là lúc đó người ta bán hình như 24 đồng á. Cái mua xoan kiên nè, hay là 27 đồng gì mình mua, bạn nào nhớ giúp Katie nha. Bây giờ người ta bán còn 15.99 thôi các bạn. Đó, cùng hiệu luôn nha các bạn. Người ta ra cái loại bánh trung thu mà trong đồng, hàng đông đá nha các bạn, 24 đô cho một hộp như thế này. Mình nghe nói cũng rất là ngon. Có bạn nào ăn chưa? Mình nghe nói là mấy cái loại này nhỏ mà ăn ngon lắm đó. Bạn nào ăn rồi đó, thì chia sẻ Katie là bạn có thích hay không nha. Còn Haagen-Dazs Vanilla Ice Cream Bar người ta đang giảm giá 12.29, 12.29 sẽ còn 9.29. Công nhận Costco rất là chịu chơi, nghĩa là mỗi lần người ta sale gì mình thấy người ta sale cũng nhiều các bạn, 3 đồng 4 đồng. Cái xoài sấy khô này hiệu Kirtland đang bán 35 ounce mà có 9.49 các bạn. Cái xoài sấy khô này một thời là mưa mầm gió, giống như là nhà nhà đều ăn lúc mà mùa Covid á, là ai cũng ăn cái này. Nó khoảng chừng 1 ký nha, 992 gram, khoảng 1 ký mà 9.50 đồng thôi à. Cái bánh hồng tôm này Kỳ cũng làm mưa làm gió, tại vì khó tìm các bạn. Hôm nay mình thấy quá chừng quá đất luôn nè, đang ở cái hàng 326, ở cuối hàng 326 luôn ha. Cái loại này ăn thơm mà ngon lắm, mà một bịch như thế này hôm nay sao mình thấy giá người ta để đây ta. Cái này là product của Hàn Quốc nha. Đây, product của Korea. Southwest Airlines bây giờ là người ta cũng giảm giá luôn. Thí dụ như cái gift card này bạn mua là 450, nhưng mà nó có giá trị là 500 đô. Cái này mới nha, cái này mình mới thấy luôn. Và cái này mới về dành cho bạn nào mà thích ăn Korean, giống như barbecue, đồ ăn của Hàn Quốc á, mà all you can eat, bao bụng á, mà nhà hàng chain này cũng nổi tiếng nè. Thì cái gift card này là 2 cái 50 đồng một cái, thì 2 cái 100, nhưng mà bạn chỉ trả cho 80 đô mà thôi, nghĩa là giảm được 20 đồng á. Wow, mình thấy cái cây này đẹp quá các bạn ơi. Cái cây này là olive tree giả nha, 350, mà nó cao lắm nha, đẹp lắm. Này nhà bạn nào mà to to mua về chân chắc đẹp lắm luôn á. Có mấy cái trái trên đây giả nhìn giống như thiệt vậy đó, cưng không. Qua tới hàng áo thì mình thấy người ta sale clearance 9.97 cho nam. Mấy cái áo mà có cái nón như thế này nè các bạn, 9.97, thờ đợt ơi, gì đâu mà rẻ dữ người ta. Điểm đâu ra mấy cái áo dày mà cái vải đẹp lắm các bạn ơi. Wow, vải đẹp ghê, có hai màu, màu đen với lại màu xanh đậm nè. 9.97 à. Mặc này đi tập thể dục mình nghĩ chắc cũng được. Còn quần tay 22 đồng, sale còn 17 đồng. Mà mấy quần tay mình thấy nhìn cũng ok lắm nha. Banana Republic nè, 17 đồng cái. Còn đồ phụ nữ thì mình thấy 15 đồng, sale còn 12 đồng. Mấy cái quần này, ủa này nguyên bộ luôn. Cái này là không có sale nha, cái hiệu này là 17 đồng nha, và cha mà xếp nha các bạn. Bên đây mới sale nè. Mà mình thấy cái bộ này nhìn cũng đẹp quá chừng luôn á. Rồi vô cái tay á, đã lắm. Cái vải này giống như là vải nỉ rồi đó các bạn.
giống như vừa thun mà vừa lem vậy đó. Cái này dễ thương ha. Và có hai màu. Ô, nhiều màu nha. 1, 2, 3 màu bên đây nữa. Gia đình nãy giờ anh trốn, anh không chịu đi theo mẹ, đứng đọc sách. Chê ơi, con đọc sách gì? Chê đình đi tìm Pokemon Card để tặng cho bạn của ảnh sinh nhật nè. Sao con? Ôi, cái con Squishy, Squish Marlow chứ. Dễ thương quá chừng luôn. Màu cam dễ thương mà màu xanh cũng dễ thương các bạn. Mà to nha. 11.99, tiệm đâu ra giá này, mình nói thiệt, hôm bữa mua cho gia đình mấy con kia 16 đồng, 17 đồng mà có chút xíu rồi các bạn. Ồ, cái Lego này 40 đồng đẹp quá gia đình. Muốn này chơi Dominic không con? Nè. Ồ, con chó. Ồ, không phải, trời nhìn sao thành con chó. Lion King Simba 110 đô. Ồ, cái loại này thì đang clearance nè, 4997, có cái ngôi sao nè. Nguyên set luôn, trên có muốn mua set này không trên? Wow, nguyên set này luôn. Nhưng mà để coi, ồ, 8 tuổi, trên già rồi. Này không được, nó nhỏ, còn nhỏ. Wow. Ồ, cái này đang sale nè, trên 59997. Harry Potter. Cái loại này mình mới thấy nè các bạn, 15.99 bò, khô bò mà loại bò Wagyu nha các bạn. Nè. American Wagyu. Biết chưa kìa. Và cái loại mà khô heo cũng đang giảm giá của Hàn Quốc đó các bạn, 12.79, xe còn 9.50. Cái loại này người Việt mình, người châu, nhất là người châu Á, người Việt Nam mình thích lắm. Hôm kỳ mình đi qua Hà Hoa gì á, mình thấy người ta ăn này rất là nhiều luôn. À, mì udon đang giảm giá nha các bạn, mì udon 18 đồng sale còn 14 đồng. À, lúc trước mình cũng hay ăn hiệu này, cái này ăn được nha các bạn. Cái này mình mới thấy luôn các bạn ơi. Cái này hiệu King Hawaii mà pretzel loại nhỏ nhỏ nè. Ngon ghê á. Để coi cái nutrition thử coi. Mày coi thử coi nha. Đây. 10 miếng, khoảng 6 miếng chứ. 6 miếng là 58 gram á, thì khoảng 170 calories. Fat là 4.5 gram. Saturated fat là 2 gram. Cholesterol 20 gram, 20 mg. Sodium 590 mg. Nhiều quá, đường 9 gram. Wow, lần đầu tiên mình thấy cái da cá sao mình mà đã giảm giá nha. 16 đồng sale còn 11.50. Và lúc trước mình ghi này lắm các bạn ơi. Spicy salted skin. Salted egg nha các bạn, tức là cái da cá trứng muối nè. Và lúc trước là không có sale đâu các bạn ơi. Mà giờ người ta sale nè. Để coi khi nào hết hạn nha. À, cái sale này là 29 tay hết hạn. Nhưng mà tháng 12 hết hạn rồi. Ồ, cái này ngon nè. Cái snack này ngon nè các bạn. Đang giảm giá 9.89, sale còn 7.89. Mình thích ăn này nè. Hồi xưa đi học á, hay đem này theo, phát này theo. Tại vì trước khi vô học buổi tối á, các bạn đói bụng thì ăn này cho đỡ đói. Lãnh này là người ta làm bằng gạo Thái nha các bạn. Để coi mấy đầu. Cái này là product của Thái Lan. Và tháng 5, tháng 7 ngày 2, tháng 7 ngày 5 2025 mới hết hạn. Wow, cái loại này, cái loại ở bên Honolulu Cookie. Ở bên đó bán giá cao lắm nha. Mà vô Costco thì giá rẻ mà đang clearance luôn. 6.97 mà có ngôi sao nữa nè. Đây các bạn. Ta-da, 6.97 là một bịch như thế này. Cái này ngon nha các bạn. Cái này mình ăn thử rồi, nhưng mà nó hơi ngọt. Hồi trước đi Hào Hoa gì thì hay mua mấy cái này về tặng cho gia đình. Sau đó phát hiện ở bên Costco bên đây cũng có bán các bạn. Dĩ nhiên là theo mùa, tùy theo mùa người ta thay đổi. Nhưng mà mấy cái hàng của Hào Hoa gì đã đều bán ở trong Costco. Đây, là loại này. Hồi trước hay mua mấy này lắm.
cookie bên Hawaii gì bán ngon á. Cho nên là sau này các bạn mà có đi Hawaii thì nhớ xem thử coi ở bên Costco bên mình có bán mấy cái loại này không thì được có mua về. Còn cái này cũng clearance 4.97, có cái ngôi sao watermelon ring. Cái này chua chua nè, rồi nó cay cay nè, 4.97. Các bạn nào ăn chưa? Ăn cái mùi, cái vị giống như là của người Mễ, người ta làm mấy cái snack, cái drink rồi đó, nước đó các bạn. 4.97, cái bịch bự quá trời bự luôn. 2025 mới hết hạn, tháng 5. Qua tới hàng thuốc thì cái biotin này nè đang giảm giá 15 đồng, sale còn 12 đồng. 22 tay hết hạn nha. Uống này thì người ta nói nó tốt cho tóc, nail. Có bạn nào dùng hiệu này chưa nè? Cái hộp bánh trung thu này hôm bữa mình quay là 40 mấy đô, night sale clearance còn 29.97. Có cái ngôi sao ha. Thì khi mà các bạn thấy như vậy là các bạn nhớ là chạy vô mua, tại vì rất là nhiều bạn nói là cái hộp bánh này ngon lắm. Đó, cái này là mấy ở bên Hồng Kông. Đây, nhiều bạn nói cái hộp này ngon vô cùng luôn. Mà nhà của Katie hiện tại bây giờ quá trời hộp bánh trung thu, tại vì được tặng ấy các bạn, cho nên nhiều lắm luôn. Đó, bạn nào thích cái này thì nhớ chạy vô nha, tại vì hiện tại bây giờ người ta còn bao nhiêu đây nè. Ở đây là hàng số 313 nha các bạn, ở cuối dãy luôn. À, đi ngang qua cái hàng này mình thấy cái này cũng hay nè, hồi lúc trước mình hay dùng. Cái này là để cho cái lông mi nó dài các bạn, cái serum này 65 đồng mà 2 cây. Mà nó work tốt lắm nha. Mà xài thời gian làm biến xài các bạn. Xong rồi cái nó hết hạn. Bên đây thì người ta đang sell cái set này 8 cái mà 20 đồng sale còn 15 đồng. Trong đó là có cái đồ bấm lông mi nè, rồi chuốt lông mày nè, rồi cái nhíp nè. Ôi, rẻ quá ha. Bình thường mua cái nhíp thôi là cả thấy 10 đô rồi đó. Mà này người ta có quá chừng luôn. Mà cái hiệu này thì mình thấy xài cũng ok nè. Hôm nay mình thấy người ta có sữa tắm hiệu Olay 16 đồng sale còn 11 đồng rưỡi. Cái loại này cũng thơm lắm nè các bạn. Mà tới 3 bình nữa nha. 3 bình như thế này mà có 11 đồng rưỡi à. Bình thường thì mình xài hiệu Dove Body Wash, nhưng mà kỳ này họ chưa có sale. Cái loại này xài tốt mà 3 chai cũng bự nha các bạn. Còn cái loại Brazilian Body Wash mình đang xài, hôm bữa mình mua không có sale, hôm nay người ta sale nè, 12.99. Bữa mình mua là full price là 16.99 nha các bạn. Và bây giờ hai mẹ con đi ra tính tiền ha. Hôm nay hay quá, không có mua gì nhiều hết. Dạ. Rồi tính tiền xong mình đi đâu? Xe shop. Ủa mình đi qua đó làm gì? Mua cắt sụt thịt con. Ồ, hồi nãy anh đòi ăn chicken breast bên đây, rồi xong rồi bây giờ tự nhiên thấy thèm pretzel cho nên chạy qua xe shop hả? Ok. Gia đình đi chơi hôm nay vui không con? Dạ. Thì hôm nay là gia đình của KT đưa các bạn đi. Hy vọng là các bạn thích video này. Và nếu như thích nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Và hôm nay là cái món mà các bạn thích nhất KT quay hôm nay là món gì? Nhớ để dưới phần bình luận giúp KT nha. Còn gia đình, con thích nhất là cái gì hôm nay nè? Ăn sample. Đi ăn, dòng dòng ăn sample. Ok. Và nếu như các bạn thích mình quay cái gì, review gì ở trong Costco, thí dụ mua về ăn review, thì các bạn cứ để dưới phần bình luận, mình sẽ cố gắng quay nhanh nhất có thể nha. Giống như là hiện tại bây giờ là Katie không có mua giống như hồi xưa nữa, là thấy cái gì cũng mua hết trơn các bạn. Tại vì sau một thời gian mình mua về mình không ăn kịp á, mình dục rất là nhiều mà mình thấy rất là lãng phí luôn. Cho nên là bây giờ Katie đang Hi, are you leaving? Yeah. We're waiting for you. Okay. Cho nên là bây giờ là Katie sẽ không có mua như ngày xưa nữa các bạn. Mua ít lại, không mua nhiều như ngày xưa nữa. Giống như cái gì cần thì mới mua thôi nha các bạn. Và mình cũng khuyên các bạn là cái gì cần thì mình mới mua ha. Còn thấy mình không cần thì không có nên mua. Mua về chất đầy nhà hết các bạn ơi. Con bà cô chú ủng hộ kênh của mẹ của con. Con chúc bà cô chú một ngày vui vẻ, hạnh phúc nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.
Hãy cùng mua sắm và tiết kiệm tại Teletron trong chương trình The Best for Less, những sản phẩm tốt nhất được bán với giá rẻ nhất. Yến trộn với đông trùng hạ thảo, một hộp 6 hũ 48 đồng, mua 10 tặng 1. Ghế massage toàn thân Panasonic MAF1 4D giá 10.000 đô la, on sale nửa giá chỉ 4.999 đô la. Số lượng rất giới hạn, đến trước mua trước. Nệm cứng chống đau lưng Amante 20 năm warranty giá 7.000, sale 4.499 đồng. Ghế massage Shinka JP 3.000 làm tại Nhật với kỹ thuật trí tuệ nhân tạo 5D tân tiến nhất với các chiêu thức kéo giãn gân cốt, xoa bóp vai cổ gáy rất chuẩn xác, bấm huyệt lòng bàn chân rất tuyệt vời. Mua ghế massage trị liệu Shinka JP 3000 trí tuệ nhân tạo made in Japan 5 năm warranty được bớt 3000, tặng thêm nệm cứng chống đau lưng Italy 20 năm warranty. Teletron đặc biệt giới thiệu Ineo Totale là sản phẩm y khoa thẩm mỹ sang trọng nổi tiếng của hãng Evology Israel, là medical device làm da săn chắc, nâng cơ mặt và vùng da dưới cổ. Lifetime warranty giá 11.950 đồng, sale 3.299 đồng. Lâm Nam Laser là thiết bị y khoa thẩm mỹ đa năng thông minh và hoàn hảo nhất thế giới của Israel, giúp xóa nám giảm nhanh, nâng cơ mặt, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ. Lifetime warranty giá 18.750 đồng, sale chỉ 4.999 đồng. Mua chung một lúc hai sản phẩm được tặng thêm quà đặc biệt. Máy trung tâm mỡ giảm cân Dr. Fuji giá 5.000 bớt 1.000 đồng. Nệm cứng rộng vàng chống đau lưng cao cấp Luxury Dragon Italy làm từ những chất liệu thiên nhiên 20 năm warranty được bớt 5.000 đồng, tặng thêm ghế massage. Mua giường trị liệu massage nhiệt Master V6 Made in Korea giá 8.000 đồng, sale 6.599 đồng, được tặng mỹ phẩm Hàn Quốc. Mua ghế massage MHLE Neo Model 2024 được mệnh danh là The Best Luxury Medical Chair Made in Japan, hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi, được sản xuất theo tiêu chuẩn xe Ferrari Limited Edition và được giám định bởi thiết kế gia Ken Okuyama, giá 17.000 đô la. Hay ghế massage Decor 2 Made in Japan với kỹ thuật trị liệu tân tiến nhất giá 17.000, sale 15.000, được tặng thêm thiết bị Light Therapy Ineo Totale là medical device made in Israel, giúp nâng cơ mặt, làm cho da tươi sáng, săn chắc. Lifetime warranty trị giá 11.950 đồng. Bàn ăn mặt đá cẩm thạch Sofaya 100% made in Italy, sale đến 35% off, được tặng nệm cứng chống đau lưng Italy. Xin quý đồng hương chớ bỏ qua cuộc đại hạ giá, trả góp không tiền lời và tặng quà lớn nhất chưa từng có tại Teletron. Xin mời ghé thăm các tiệm Teletron địa phương hoặc gọi 877-892-6999, 877-892-6999. Trang nhà teletronusa.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ KT trong những thời gian qua. Mến chúc tất cả các anh chị em cô chú có một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu thích video này nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.